Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Tại thành phố Hồ Chí Minh có một trường hợp đặc biệt, thí sinh bị gãy tay, không thể viết bài thi nên được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh bố trí cán bộ coi thi, viết bài hộ trong môn thi Ngữ văn tại phòng thi riêng với máy quay ghi hình, thiết bị ghi âm. Và tính đến hiện tại, thí sinh này là duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ như trên. Đó là thí sinh Phan Dương Thanh Bình, lớp 12D2, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em Bình bị gãy tay, không thể viết bài thi nên được cán bộ coi thi viết bài hộ trong môn thi ngữ văn tại phòng thi riêng với máy quay ghi hình, thiết bị ghi âm. Bản thân mình cảm thấy hơi có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên phải có người viết hộ bài thi trong một kỳ thi cực kỳ quan trọng. Được sắp xếp làm giám thị 1 và là người phụ trách viết bài hộ cho thí sinh Phan Dương Thanh Bình ở bài thi ngữ văn, cô Nguyễn Thị Hằng Nga, giáo viên trường Trung học cơ sở Long Bình, thành phố Thủ Đức cho biết đây là lần đầu tiên đảm nhiệm trọng trách đặc biệt này. Trong đợt thi này, trừ môn ngữ văn phải có cán bộ coi thi hộ viết bài. Ở các môn thi trắc nhiệm còn lại trong kỳ thi thì nam sinh này sẽ tự làm bài.